trước mà chị câu thì cái cảng mà cảng số 7 á, nhớ hoài. Cá đối ở đây rất là lớn, to lắm. Con nào con nấy ký mấy 2 kg trở lên không ạ? Nó nhiều lắm, nó nổi lên đầy ở đây á. Đó, nó ụ quá thấy không? Ở đây nè, một đàn cá đói đây nè. Đó, nó ụt đó. Nó ụt đó, một đàn cá đói luôn kìa anh. Một đàn luôn. La, bò son la, búp cu la. Ê, đừng có vô nhiều nha, để mẹ vô mẹ quay thôi nha. Đừng đi vô nha. Bà gặp, mà mong phim em chip. Đừng có đi vô. Đó, cá quá trời luôn á các bạn thấy không? Cá đói nè. Cá đói, đó, một đàn luôn. Cá đói này á, mình chỉ cần á, mình thả bánh mì xuống á, mình câu bằng bánh mì mà buổi sáng á, là nó quắn quắn vòng vòng bánh mì, nó vừa tan cái lại ghĩa, cái nó dính vô trong máy luôn. Ở đó mình chồng mình câu bằng vậy đó, câu cá đói. Đây nè, nó thuận ánh sáng hơn, chắc dễ nhìn thấy không? Nè, đó, thấy không? Bên đây nó thuận ánh sáng hơn, mình nhìn thấy cá nó nhiều hơn nè. Đó, còn mình đi câu cá, đó, nhiều lắm, một đàn quá trời luôn, nó rải từ đây đến cái bọt đằng kia luôn. Aretto. Ở đây nè cũng quá trời luôn nè, một góc bên đây, một đàn bên đây quá trời cá luôn nè. Bên đây cũng vậy, đó, nhiều lắm. Cá thiên nhiên, cá biển thiên nhiên nhiều lắm. Lưới thì mình không nói rồi, còn cái này là câu câu cá này mới lý thú nè. Coucou ma fille, merci. Thank you.
Non, tu touches plus à la balle. À, mình đi đến cái bọt mà hồi đó mà mình câu á, mà nó nhiều thật là nhiều á. Hoa dại bọc ở biển vậy đó, cặp cặp ở đê vậy. Dại nhưng mà cũng rất là đẹp. Dọc dọc nhiều cá, cá nhiều lắm luôn á. Ôi mình nhớ rồi đó, mình đi câu thì thôi. Này cảng số 5. Mà khi nước á, mà nó ròng xuống á, thì nó cái này nè, nó giật xuống cũng sâu lắm. Mà hồi trước á, mình câu nhiều cá quá đó. Mình xách mấy cái xô mình xách lên xách không nổi luôn. Mà đó chỉ mê, mê đi câu thôi. Chứ mà đâu có ăn uống gì nhiều đâu. Hồi đó thì còn trẻ ham, thấy cá nhiều quá ở biển nữa, ham ham đi câu. Bây giờ thì mình lớn rồi, mình cũng biết Phật pháp rồi này nọ kia rồi, mình không có dám nữa. Vài bữa nữa mình có khách có tàu đậu du lịch ở đây nè, cái tàu đó đó khách có mời mình đi đi theo người ta chơi, người ta đi câu rồi á, nếu mà mình có đi mình sẽ quay video cho cô chú bác xem tiếp cái cảnh ở dọc dọc của mép biển ngó vô ở đây như thế nào ha, với lại người ta đi câu cá làm sao nha. Nếu như mai có thời gian mai đi thì có khách mời đó. Đó, cái bãi này nè là cái cảng mình đi ra múc, thì cảng số 7 nè đi ra múc ở ngoài đó đó mình câu. Ở đó nó có cái đèn, nó có cái đèn sáng lắm cho nên là cá nó vô rất là nhiều. Một thời oanh liệt, bây giờ thì sợ rồi, hết dám câu rồi. Ở đây cũng có mực nhưng mà nó không có nhiều lắm. Còn mình cờ trước mình đi câu mực đó là mình đi câu chỗ khác. Ở đây dùng biển nên là đồ biển thì rất là nhiều. Chịu khó mà đi săn bắt đồ này kia để ăn đồ á thì cũng nhiều lắm. Khỏi phải tốn tiền mua. À, ở đó là bên cảng, ở trên thì bãi đầu xe dọc dọc vậy đó. Mỗi khi mình đi là tới cái số 7 thôi là mình câu ở đó là mình trở về, chứ mình không có ra múc cứ ngoài này. Ok, bà này bà kéo cái gì lên. Madame. Cái này để kéo lên. Biết khi nào mà có tiền mà sắm được chiếc tàu rồi. Đi ra đây mà ngồi ngắm pháo bông rồi. Ở bên đây mà sắm chiếc tàu du lịch kiểu như vậy là bằng mua một cái nhà rồi. Tối tối vậy đó là có những cái chiếc tàu như vậy họ đi tuần của mình này nha. Hồi đó mấy người canh ở đây rất là vui, thấy mình ra câu đồ này kia vậy đó người ta cũng vui vẻ lắm, người ta không nói gì hết trơn á, người ta cũng chào hỏi mình coi mình câu có được nhiều cá không này kia kia nọ nữa.
Thì mình hỏi người ta có lấy cá được không, nó nói không. Tao cho mình câu thoải mái lắm. Tàu nhỏ nhỏ vậy đó. Thế là mình nghĩ là họ để pháo bông ở cái khu vực này nè, ở dưới mép đây, để tối chút cái họ đốt, bắn từ ở trên rồi bắn xuống rồi ở dưới bắn lên, giống như mình coi mấy cái chỗ pháo bông chỗ khác, cũng cái bãi biển San Kê này mà cái góc kia kìa, 15 tháng 8 á, ngày Đức Mẹ lên trời á, cũng bắn đẹp lắm. Pháo bông mà bắn từ ở trên mình bắn rồi từ ở dưới nước họ dội đi, dội xuống nước rồi dội lên. Mình nghĩ là chắc là cái này nè rất là đẹp và hấp dẫn lắm. Tí xíu nữa cô chú bác nhớ coi đón xem Mai và ủng hộ video của Mai nha. Những cái bông tím tím nhìn dễ thương dễ sợ luôn á. Không biết cái tên bông này là tên gì nữa. Cái góc đầu xa xa, cái đầu chỗ đen đen đó đó, mình nhích lại cái hướng đó thì cái hướng chỗ nhà mình ở đằng khúc đó đó, khúc này nè đó, chỗ cái đồi mà nó có trắng 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 nhô nhô đầu đằng đó đó, xích xích đằng đó đó, là cái khu đó, là cái khu gần nhà mình ở đằng đó đó. Dạ. Wow. Bây giờ là bắt đầu trực tiếp bắn pháo bông mừng lễ Quốc Khánh 14 tháng 7 của Pháp. Bắn tại bãi biển nha các bạn. Rất là đẹp. Thank you.
được 4 phút rồi. Rồi. Sẽ bố à. Sẽ nồng mà. Wow. Hy vọng là một năm sau lễ Quốc khánh là mọi việc đều tốt đẹp, chúc mọi người được luôn mạnh khỏe và an khang vượt qua được hết mọi những việc chiến tranh.
lần đầu tiên là mình đi ra coi ở đốt pháo bông ở ngay cái bãi biển San Kê này. Không gian rất là khoáng đãng luôn, rộng rãi, mát mẻ nữa. Đã bắn được 4 phút rồi. Báo nó chỗ xuống thành từng chồng mà. Hôm nay là ngày đúng ngày rằm 15 luôn. Hồi nãy ánh trăng rất là đẹp, nhưng mà trăng cũng còn thẹn thùng với lại những cái ánh pháo bông rực rỡ như thế này, nên nàng trăng cũng hơi bị núp vô trong. Nhưng mà trăng hôm nay rất là đẹp, trăng 15, trăng tròn sáng. Wow, đẹp quá. Ồ, cái này Oh,
đẹp chưa? C'est vrai. Ils augmentent tous les ans et à chaque fois, ils ont plus. Mais c'est beau, hein? Ouais. C'est cher. C'est normal. Wow. Hy vọng là một năm năm sau lễ Quốc khánh là mọi việc đều tốt đẹp, chúc mọi người được luôn mạnh khỏe và an khang vượt qua được hết mọi những việc chiến tranh. Đẹp quá. Bravo! Wow! Bravo! Đã hết. Lần đầu tiên mình được coi pháo bông trên một cái vị trí rất là đẹp. Ở đâu đặt tiệm phim? Đâu nào? Aoi ở bên đây có bắn pháo bông, cái góc xéo bên này hơi xa, mình không có quay thấy được không? Đấy. Cái góc biển ở mép phía trước mà mình quay nè thì nó đang bắn pháo bông ở bên đó đó, nhưng mà hơi xa quá mình không, mắt thường thì nhìn thấy được nhưng mà thâu vô hình đó thì mình không có zoom được. À, còn cái bên cái góc này là hồi lúc chiều mình đến đó, mình quay bên đó người ta tập trung nhảy nhót bên đó đó, nhạc sống rồi rất là đông. Tại vì cái cảng này nó lớn lắm, đông ghê chưa, quá trời người luôn nè. Ở cái góc đầu này là đang nghẹt người, ở xích đầu đòn đó đó, đang nghẹt hết luôn. Tại mình lên đây là từ sớm lắm luôn á, cho nên mình mới có được cái vị trí ở trên cái chỗ nhà hàng này rất là đẹp. Còn bây giờ thì ở dưới là bắt đầu người ta rủ người ra về là kẹt xe dữ lắm luôn.
những cái này là người ta bắn chơi, người ta mua bắn chơi. Hồi nãy người ta bắn rất là nhiều lẻ tẻ như nè, nhưng mà nãy mình không có ra mình quay á. Hôm nay bắn gì, ngày mai bắn tiếp ngày nữa. Đi coi mà bắn pháo bông ở những cái thành phố biển á thì thật sự là lý thú thiệt luôn á, thích hơn là mình coi ở trong thành phố, nhất là cái thành phố của mình nó đông dữ lắm, đứng mà chen chân chật chội lắm luôn. Còn ở đây là cái không gian rất là thoáng mát rộng rãi, nhất là trong cái mùa còn có Covid đang chuẩn bị tái lại á, thì mình đi coi ở những cái vị trí như thế này nè thì vừa an toàn mà cũng được giải trí. À, bên kia tí xíu nữa mình đi qua bên đó coi người ta hát ca nhạc chơi, nãy người ta chơi nãy giờ nhưng mà mình không có coi. Cái nhà hàng này á, nó thiết kế ở đây thật sự rất là thu hút luôn. Nhiều người ta ngồi ở trên cái nhà hàng này, người ta ăn vừa xem bắn pháo bông luôn. Cái góc nhìn rất là đẹp, thật là tuyệt vời. Khi hết pháo bông rồi bắt đầu mặt trăng lú dạng nè. Hôm nay là 15 đó, mà cái áng mây á, hồi nãy á, ổng che khuất đi để cho mà đang tối, trời tối á, thì mình mới bắn pháo bông được. Tại vì ở bên đây á, mà 11 giờ á, là có khi còn sáng dữ lắm, mà nếu mà ảnh trăng sáng quá thì mình nhìn pháo bông cũng không đẹp bằng. Còn bây giờ hết pháo bông rồi bắt đầu mặt trăng lú dạng, công nhận cũng hay thiệt. Thôi chị Mai cũng xin kính chào tất cả các cô chú bác và bạn bè gần xa. Mai xin kính chúc cô chú bác và bạn bè gần xa có một buổi tối an lành và vui vẻ, ngủ một đêm ngon giấc ạ. Mai xin kính chào và hẹn gặp lại một cái video khác.